Nào Linh đây, Minh đây. Minh xem được chưa? Lâu. Hôm nay bà sang đây lau hết tủ to sạch sẽ này. Sạch chưa? Sạch chưa? Cả ngăn này nữa này. Lao động mệt lắm luôn. Bà không bao giờ ngồi đần ra đâu. Không ngồi yên đâu. Cả này nữa này. Cả đây nữa. Bà lau sạch cho cái này rồi này. Sạch tinh chưa? Sạch tinh đây. Hôm nay có Nga Linh thì đang này, đang chơi này. Hôm nay Kim Chi nào? Đây chào bà. Kim Chi này. Kim Chi là... đấy Nga Linh đây. Hôm nay là lễ Trung Thu. Nga Linh đây, Nga Linh đang tìm được chơi đây. Ba em này. Hôm nay ngày lễ Trung Thu. Hôm nay ngày lễ Trung Thu. Con này. Đấy. Hôm nay ngày lễ Trung Thu gì nhỉ? Hôm nay là Tết Trung Thu. À, hôm nay là Tết Trung Thu. Làm vui. Làm vui như hội em đi lễ chùa. Ok, hôm nay là Tết Trung Thu. Ừ, hôm nay đọc khi nào thua hai cái đấy tôi xuống dòng. Hôm nay là Tết Trung Thu. Lòng vui như hội em đi lễ chùa. Đúng rồi. Đèn cá chép, đèn ông sao. Đấy, mình đang dạy bà đấy. Đèn cá chép, đèn ông sao, muôn màu muôn vẻ lung linh phố phường. Đúng rồi. Hôm nay là Tết Trung Thu. Lòng vui à, như con sang lành nhá. Em đi lễ chùa. Đấy, thấy chưa? Đèn cá nhiều chơi chưa? Đèn ông sao nhiều muôn chưa? Màu, hôm nay bà không ngồi yên đâu, tự đi lao động hết cái nào đến cái kia, làm xong việc thì mới được ngồi yên, thấy chưa? Còn gà nào? Đúng rồi, còn phải giờ ra con áo nữa. Mấy bạn đã xong. Đây này, nếu mấy bạn đã xong rồi đi phơi con áo đây này. Thấy chưa? Mình cũng phải đi với quần áo đây. Và cả cái này. Mình đã vừa học bài xong. Mình cất ngọt sách vở rồi. Đấy. Đẹp không? Cái này, chân này nữa này. Đấy. Đây, mình